Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Trong video này, mình sẽ giới thiệu các bạn một món có tựa đề đó là thịt bò sốt cà chua. Thì để thực hiện món này thì các bạn nguyên liệu chính đó là thịt bò. Thì đây là thịt bò dai nha các bạn. Thì các bạn ra ngoài chợ và các bạn mua khoảng nửa ký thịt bò thì bao nhiêu này nhé. Bao nhiêu này khoảng nửa ký thôi. Rồi, đó là nguyên liệu chính mà các bạn cần phải có. Thứ hai đó là cà chua thì chúng ta sẽ xách lát như thế này, xách lát như này. Tí nữa là chúng ta sẽ sốt nó. Thứ ba đó là chúng ta sẽ thêm một chút khóm, quả khóm các bạn. Tùy mỗi vùng, ở quê tôi có thể là gọi là quả thơm các bạn. Thứ tư đó là củ hành, đó là hành cây các bạn, củ hành. Thứ năm đó là một ít củ sả đã được đập nát các bạn, đập nát và đập dầm dập như thế này. Và thứ sáu đó là một chút ngò và chút hành lá các bạn. Đây, ngò hành lá chúng ta xắt nhỏ như thế này đó, và dầu ăn và gia vị đó là hành, tiêu, quắc tỏi thì chúng ta giả trộn đều như thế này, hành, tiêu, quắc tỏi trong một cái chén như thế này. Ok, thì nguyên liệu thì có những nguyên liệu như thế, và tất nhiên là có những gia vị như là muối, bột ngọt nha các bạn. Ok, thì đó là những nguyên liệu mà chúng ta cần phải có để thực hiện cái món này. Thì cái món này chúng ta làm tương đối là nhanh khoảng 15 đến 20 phút là các bạn có thể lên dĩa là được chúng ta có thể là lên dĩa và sử dụng. Ok, thì những nguyên liệu này thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn. Thì các bạn mua về các bạn làm sẵn đi cho nó nhanh. Tại vì ở đây tôi quay video thì tôi làm sẵn hết. Tại vì nếu như mà quay đem những cái thao tác mà rửa rồi nó rất là lâu các bạn đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau. Như các bạn thấy nè, chúng ta sẽ xách chúng ta lấy thịt bò này, chúng ta sẽ xách lát, lát nhỏ ra như thế này. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Miếng thịt bò nó rất là dai nha các bạn đó. Đó, chúng ta xắt lát thịt bò thành những miếng nhỏ như thế này. Các bạn nên xếp một cái dao cho hay, tại vì xắt cái thịt bò này thì chúng ta cần một cái dao thật là hay để chúng ta xắt cho nó dễ dàng các bạn. Tại vì thịt bò này người ta gọi thịt bò dai nên nó rất là dai, mà chúng ta xếp một cái dao cùng á thì xắt nó rất là khó. Và cái miếng thịt bò nó không được có thẳng thoát mà nó bèo nhiều y như là cái tờ giấy giò các bạn. Quay cận cảnh luôn các bạn. Đó, thịt bò đó. Ok, sau khi chúng ta xắt thịt xong thì chúng ta sẽ ướp gia vị chúng ta sẽ trộn các gia vị như là hành, tiêu, quắc tỏi chúng ta trộn nó vào thì cái món này có ngon không thì nó cũng phụ thuộc vào gia vị các bạn gia vị các bạn mà làm cho nó đều, nó thấm vào thịt thì khi chúng ta sốt với cà chua thì nó sẽ rất là ngon đó. Gia vị các bạn. Rồi sau khi bỏ các gia vị vào thì chúng ta sẽ trộn đều nó lên.
chúng ta trộn đều lên. Ok. Và các bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi lửa than. Thì chúng ta nên sốt cà chua với thịt bò trên cái bếp lửa than, tại vì bếp lửa than thì chúng ta nó sẽ làm cho cái món này trở nên ngon hơn các bạn, ngon hơn so với chúng ta thực hiện trên bếp ga nhé. Tại vì theo một cách thông thường thì các bạn khi các bạn sử dụng bếp than thì các món ăn nó sẽ trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Ok, chúng ta cho một ít dầu vào son. Sau đó chúng ta sẽ khử sả nha. Chúng ta sẽ bỏ sả vào. Cô sả lúc nãy chúng ta đã đập nát các bạn. Chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta khử ha. Vâng, chúng ta thử xả một mùi hương rất là thơm các bạn, mùi hương của xả nhé, rất là thơm. Rồi chúng ta sẽ bỏ hỗn hợp thịt bò này vào. Thì cái món này là một cái món rất là dễ làm và nhanh, trong thời gian nhanh các bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi làm một cái món cũng khá là nhanh. Trong những video lúc trước thì tôi làm những cái món là phải khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thì chúng ta mới sử dụng được các bạn. Thì hôm nay mới ra mắt được cái món tương đối nhanh. Rồi, như các bạn thấy không? Khi chúng ta bỏ thịt bò này vào thì nó trở nên săn chắc hơn, cái miếng thịt cũng trở nên săn chắc, nhìn trông thật là hấp dẫn các bạn. Bỏ ra dĩa. Ok, mùi hương hiện tại rất là thơm rồi các bạn. Mùi hương của thịt bò kèm với những gia vị của xả rồi rất là thơm rồi các bạn. Ok, sau khi chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ để cái thịt này nó thấm trong khoảng 10 phút nữa các bạn. Khoảng 10 phút và chúng ta sẽ chuẩn bị lại, chúng ta sẽ lấy một cái dĩa và chúng ta sẽ bỏ những cái nguyên liệu mà nãy chúng ta đã chuẩn bị rồi, ví dụ như cà chua, khóm, củ hành đó, chúng ta bỏ ra dĩa như thế này. Sau khi mà chúng ta thịt bò nó đã chín và chúng ta sẽ bỏ nó lên, chúng ta sẽ bỏ nó trực tiếp lên cái những nguyên liệu này. Chúng ta sẽ bỏ trực tiếp lên những nguyên liệu này và sau đó chúng ta sẽ sử dụng thôi, đơn giản như thế thôi các bạn. Bỏ xả các bạn sốt từ tất cả luôn. Rất là thơm các bạn. Như các bạn thấy không? Sau khi thực hiện món này thì phải đảm bảo rằng khi mà các bạn ăn cái món bò này nó phải đảm bảo là nó mềm ha. Nó mềm kèm theo một ít dây thôi các bạn ha, nó phải là mềm và kèm theo mùi vị của nó là phải có một mùi hương đặc trưng của xả và các gia vị nhé các bạn. Rồi chúng ta sẽ để riêng như thế này để cho nó thấm vào cái miếng thịt bò của chúng ta. Rất là thơm các bạn.
Ok, xin chào các bạn. Sau khi chúng ta đã xào chín thịt bò như thế này đó, chúng ta sẽ múc và chúng ta sẽ thả nó lên đó. Chúng ta sẽ múc và chúng ta thả nó lên, chúng ta bỏ nó lên. Chủ ngon là ấy là chúng ta sẽ cắt một ít lá hành nó ngon lên các bạn. Ok rồi, như vậy là cái món này đã hoàn thành các bạn à, món này đã hoàn thành rất đơn giản đó các bạn, chỉ cần 15 đến 20 phút là chúng ta có thể sử dụng nó. Nói đi. Vâng, các bạn thì cái món này cũng đã xem rồi đây, thì cái món này chúng ta nên sử dụng với bia nhé, bia Quy Nhơn này, Quy Nhơn chính hiệu ơi. Má thử má. Ê, nghỉ sáng rồi. Quên, nhầm. Cái này cái nghề gì? Biểu mình sang đó. Thử. Em lại thử em. Cảm nhận nó coi. Để ngồi lên em. Nào không? Để... Quy Nhơn. Thử chú chứ ông chủ cái nghề cho thằng nó quay xuống đó em. Quy Nhơn City. Có gì có bí chưa? Chú bị. Cậu Mi, cậu cái của nó quay nó đẹp đồ như thế Mỹ. Thôi mời mọi người nha, mời chú. Mỹ, gì mũi cỡ nó mà, cậu cái món này là uống nước bia là hết ý đầu cho không có gì món nào nữa. Đây, xuống nhậu, ổng đang bây giờ đang nhậu đây. Đây, đúng rồi. Úi ơi, xuống đây mày. Xuống đây chút rồi. Đang có khách nữa các bạn. Hả? Xuống đây đã rồi đây hả? Xuống đây. Đạo diễn á, đạo diễn á. Xuống ngay đây. Nhà tao chứ chỗ nào? Rồi xin chào các bạn. Thôi bây giờ tôi sẽ thưởng thức thôi. Cuối cùng không có gì hơn, nếu các bạn thấy thích video thì có thể like và chia sẻ chúng tôi nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video khác. Ngon quá. Theo yêu cầu tôi sẽ quay một lúc nữa. Dài nhắc anh chi? Dài mềm. Ngon. Bò dài. Chiều này nhớ chiều á. Nãy để kia có bóng điện à. Ok mà ra cũng được. Chút nữa lâu khi là chút nữa để ngồi. Con reo á. Đậu em. Thưởng thức nha các bạn. Đánh nhúng cũng đều á. Cái mẻ quá. Quán là bên chị bốn một làng á, bốn mùi vị rất là ngọt các bạn. Ngọt thanh. Đó là chị bốn một làng á. Thôi ok, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.